nước này hình như là đang đang đứng lớn rồi nha. Tranh thủ tát để mình lội lên được, chứ nước nó đầy quá là mình lội lên khó lắm. Cái này là lội đại chứ. Tổng ngày mấy đám mưa, 3-4 đám mưa lớn, đầy. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà thật là nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Đây, đây là cây cầu. Thích nhất là cảnh cây cầu ở nhà. Dạ xuống thì đẹp á. Ha. Dạ xuống thì đẹp. Ông gà lu bu quá nhà ơi. Lu bu thiệt là lu bu luôn. Năm nay á, làm ai ngộ lắm. Hôm nay người của mình á, nó nóng nảy, nó bực bớt bớt cái gì á, mà mình làm ăn nó khó, khó khăn đủ thứ. Gớ vô gì là coi như là thất bại rồi đó. Hôm nay kỳ quá. Bữa nay thì không khổng, không tranh thủ là không được. Mưa lớn không. Đây là cây cầu, cây cầu chạy thẳng là qua Cần Thơ luôn á. Cái cầu này còn cái xa xa túi đằng kia là cái đường đi lên Vĩnh Long. Yên ả ha. Có một cái chiếc ghe bự chạy tới. Mình tranh thủ mình đếm thôi nước lớn. Mình khó thôi xuống. Kia một cái dãy đèn sáng trưng đó, là chỗ đó là cái quán nhậu thôi nha. Bữa nay xuống thì gặp được cái ghe bự. Ghe bự chạy chứ bình thường dãy gì có ghe. Bình thường là yên lặng lắm. Thấy không? Dòng sông. Tranh thủ. Chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối thật là nhiều sức khỏe, bình an cuộc sống nha. Bây giờ là tranh thủ tát nước cả nhà ơi. Tranh thủ tát nước rồi quay chút xíu cho cả nhà xem cảnh bờ sông.